Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft From the Fog và... Ê, Herobrine, gì đây? Hắn định nhìn chợp mình các bạn à, nhưng mà mình đã chặn block rồi, không cho hắn nhìn chợp mình. Tưởng nhìn chợp mình là dễ hả? Không có đâu cưng. Ôi dồi ôi, ui, hắn biến mất rồi. Ghê thiệt chứ. Hắn vẫn rình rập mình các bạn ơi. Nói chung thì bây giờ nơi ở của mình tạm thời cơ bản là an toàn, nhưng mà nó chưa thực sự là chắc cú lắm. Thế nên là hôm nay mình sẽ nâng cấp nó lên thêm một tí các bạn à. Ủa, con gì vừa thét lên vậy ta? Có con gì nó mới la lên các bạn ơi. Hay là mình bị ảo giác ta? Hơi sợ nha. Thôi, kệ nó, giờ ban ngày chắc không tới nổi nào đâu các bạn. Và bạn nào có nhu cầu mua Roblox, Love Fruit và Unit Toilet á, thì nhớ ghé qua shop của Lập nha, link shop ở dưới phần bình luận á. Còn bây giờ thì để mình lấy sắt ra. Tại vì để nâng cấp được hệ thống hàng rào thì hôm nay mình sẽ cần rất là nhiều sắt đó. Sau đó mình sẽ làm ra cái hàng rào sắt bằng điện. Ê, hơi bị xịn nha. Nghe tới hàng rào điện là thấy là đã rồi đó. Mình sẽ cần có que nè. Một ít gỗ. Ủa, cái tiếng gì vậy? Ê, cái gì mà các bạn? Ê, ủa, tự nhiên mình bị cái gì nè? What the hell? Hình như cái con Man the Fox nó nguyền rủa mình hay sao á. Ê, đừng làm vậy nha. Bán ngại bán mặt mà. Trời đất ơi, giết rồi mấy con này quá trời quá đất rồi các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ làm trước một ít cái hàng rào thử coi. Coi nó có chế tạo từ hàng rào gỗ Bạch Dương được hay không ha. Ồ, được luôn. Vậy thì ngon. Mình sẽ làm nhiều hàng rào nhất có thể để nâng cấp lên hàng rào điện ha. Rồi, cơ bản thì được trước tầm 60 cái. Mình sẽ đặt vài cái ở xung quanh test thử á các bạn. Không biết là cái này mình đụng vô mình có bị điện giật hay không nữa. Cần phải test thử nha. Ồ, mình đụng vô không có bị điện giật các bạn ơi. Hay. Mình sẽ làm hàng rào điện cao 2 ô ha. Cho chắc cú xíu. Hả? Nói vô trong. Ở ngoài là hàng rào điện, bên trong là lớp tre nữa. Phía trong cùng là hàng rào sắt và đá. Mình nghĩ như vậy sẽ siêu chắc chắn luôn á. Khó lòng mà mấy cái con quái nó đập được cho mà xem. Thử thách cho bọn chúng đây. Hiện tại tài nguyên của mình chỉ đủ để nâng cấp được một khúc thôi các bạn. Ở gần như là cái mặt tiền thôi à. Nên là chúng ta sẽ test thử đi ha. Coi sau khi nâng cấp xong cái mặt tiền thì nó có chống được những con zombie lại gần hay không, và nó có giật điện được hay không nè. Mình dụ vài con lại cái đó. Dụ con nào vậy ta? Đây rồi. Có con nó chịu lợi các bạn ơi. Nó nhanh vậy. Ô, con này nó bự quá. Nó không bị giật các bạn ơi. Đây, giật kìa. Ui, nó giật một lần được 6 máu. Wow, mình dụ qua đây tiếp. Ê, kìa, nó bị giật kìa các bạn. Ui, kìa, đây rồi. Này thì con trên, một con đã bị dính các bạn ạ. Wow, tính ra nó giật cũng mạnh phết đó các bạn ơi. Trời ơi, nó giật con xương ngẫm cứu tỏi luôn. Let's go. Đây rồi. Vậy là sắp tới mình phải đào thêm thật là nhiều sắt các bạn để nâng cấp cái hàng rào bằng điện này ha. Có vẻ là rất là ngon lành đó nha. Ui, nhưng mà trời cũng tối rồi, chắc mình phải đi ngủ các bạn. Hôm nay lại là một ngày dài đó, bởi vì dự tính bậy rồi fan. Ê, fan đó gìn mình hoài các bạn à. Tí nữa là bị hắn úp sọt rồi, nên mình phát hiện kịp. Đó, vậy mới chịu biến mất đó. Rồi, đi ngủ lẹ các bạn ơi. Rồi, xong phim. Trời sáng rồi, yên bình trở lại rồi đó. Ô, mưa luôn rồi. Hôm nay trước khi đi thì mình sẽ xách theo một ít quyển sách ha, với lại một tí ngọc lục bảo và một ít sắt nữa. Cơ bản là như vậy. Sau đó thì chúng ta sẽ tìm một ngôi làng, bởi vì mình đang tính là kiếm một cái bác dân làng nào đó bán sách sửa chữa cho mình đó các bạn. Mình ép vô giáp để sau này mình sửa giáp cho nó tiện á. No.
Ây da. Ê sao trước cửa nhà mình có nhiều quá vậy? What the heck? Ây da. À. Cái con này nó khó chịu quá. Ui. Đây là cái con mà hôm qua mình gặp ở dưới hang nè. Còn xa xa là cái con nai lất khơ các bạn ơi. Phía bên trái còn có con gì nữa. Mình coi camera mới được. Cơ. Nè 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 nè. Yêu. Sợ thì chứ. Quái vật. Mắt đỏ. Cái con này như là cái con hôm qua ở dưới hang nó dí mình hay sao nè. Coi cơ, coi cơ. Ý. Nhìn ghê thiệt sự luôn các bạn ơi. Ủa. Cái tên kẻ sát nhân. Ủa sao hắn vô đây được. Ui no, ui no. Ui no, ui no, no, no. Ây da. Ây da. Ui. An toàn, an toàn. Trời ơi, chưa có đi ra ngoài được nữa mà đã quá trời biến rồi. Ờ, hay là bây giờ mình đầu tư thêm một cái vũ khí nữa ta. Ừ, có vẻ ổn á các bạn ơi. Cái cây này mặc dù là nó đánh nhanh thiệt nhưng mà sát thương trên mỗi đòn đánh của nó ở cái mức là chưa thực sự là quá là mạnh ha. À, nên là bây giờ mình sẽ coi coi lấy một ít que nè. Ủa mình hết chỉ luôn quá trời. Ở đây còn chỉ nè. Hên quá. Rồi, chúng ta sẽ làm một cái cây saber bằng kim cương ha. Đây. Để đánh cho nó tốt hơn. Rồi, lên đây enchant luôn. Để cho nó trở nên mạnh nhất có thể. Ủa? Ủa cái gì? Ủa? Ê, 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 con Manifold, Manifold. Ui. What the... Ê. Nó tới tận nhà mình, nó tìm mình luôn. Quá trời. Con Manifold này bữa nay nó ghê lắm các bạn ơi. Oh my god. Ủa mày quá. Không có cháy nha. Mèn đất ơi. Đúng sợ luôn á. Ủa có gây cháy nữa nè. Êm á, êm á. Rồi cơ bản thì nó sẽ có được Atima 4 gây cháy cũng như là chậm hỏng á. Xíu nữa cầm và test luôn các bạn. À, mặc dù trời thì vẫn còn đang mưa đó nhưng mà bắt buộc hôm nay mình phải đi khám phá để kiếm thêm tài nguyên các bạn à. Với cả là như đã nói, mình sẽ đi tìm dân làng bán sách sửa chữa ha. Được thì mình sẽ dẫn bác ấy về luôn. Ok, đó là kế hoạch. Giờ thì... Ê, chờ, chờ, chờ. Ồ. Ở dưới gốc cây mình thấy có cái con gì kìa. Slumbering Old Man. Đây là cái con hôm qua mình gặp nè. Ủa nó biến mất rồi. Ê, mình tính lại mình farm nữa các bạn. Ui mà nó biến mất rồi. Vậy thôi. Đi tiếp, đi tiếp. Ồ. Ở đây có một khu vực hình như có rương giấu bên trong thì phải. Đúng không? Ủa không có rương luôn hả? À đây, đây rương ở đây. À cũng được ít sắt, tí chỉ và vài cái yên ha. Ồ. Cạnh đây còn có một cái hang sâu quá trời kìa. Nhưng mà thôi. Nãy giờ mình gặp quá trời thứ kinh dị rồi, nên là mình không muốn xuống hang để gặp thêm mấy thứ kinh dị đó nữa đâu. Mình sẽ đi tìm ngôi làng gần nhà coi coi có cái làng nào không á. Tại vì ở những chuyến đi trước á các bạn, toàn là những ngôi làng xa nhà không à. Ồ. Ở ngay đây luôn. Wow. Wow. Gần nhà mình cũng có một ngôi làng. À, tuyệt vời, tuyệt vời. Đã vậy cái làng này còn khá là to các bạn ơi. Lý tưởng nha. Mình sẽ kiếm một vài bác dân làng chưa có nghề để mình dạy nghề cho mấy bác ấy. Coi coi. Hello. Có ai đây không? Ồ. Dân làng ơi. Ủa không có ai đây hết ta. Hả? À đây có bác thợ rèn nè. Ồ. Bác này bán gì đây? À bác này chưa có nghề. Bác này thì là người dễ bán đồ. Để coi đây có bác thủ thư không. Trời ơi hồi nãy đi mình còn không đem theo cái bục để sách nữa. Mà thôi, sẵn tiện làng có kệ sách sẵn rồi. Mình mượn cái mình chế cái bục để sách cũng được. Không sao hết. Ở đây thì... Ồ.
Có rượu. Nhưng mà hơi bèo. Rồi, mình làm được 5 cái bục để sách rồi đó. Giờ thì đi kiếm dân làng để dạy nghề thôi nè. Ủa, cái bác hồi nãy đâu ta? Ê bác ơi, đừng có chạy bác ơi. Ở đây nhiều sinh vật kỳ dị lắm á. Ở gần tôi dạy nghề rồi tôi bảo kê cho. Ở đây, đây, đây bác, đây, đây. Rồi, học nghề đi mấy bác ơi. Ủa? Ê bác ơi, sao lưng mất bác có cái con gì kìa? Bác dân làng. Nó có mông vuốt. Ủa dân làng. Ủa dân làng không thấy hả? What? Ồ ồ, ngôi làng này có thứ dữ các bạn ơi. Kìa. Nó đứng ở phía trước luôn các bạn ơi. Hello? Nó không tấn công mình nữa hay là tại ban ngày? Ồ, nó chỉ hù mình thôi. Ôi, mình nghi con đó ban đêm là nó sẽ cực kỳ đáng sợ luôn á các bạn. Ban ngày mà nhìn nó đã ghê như vậy rồi. Yêu. Ui trời, sắp tối hả? Bác ơi. Cho tôi ngủ ké bác ơi. Cái gì? Mình không thể nghỉ ngơi được. Có một thứ gì đó gần mình. Hả? Mình không được ngủ các bạn ơi. Thôi toan rồi. Chiến này là nít dữ nhiều rồi. Ui, có cái con gì nó mới bị anh Golem đục nè. Rớt con mắt ra luôn. What? Mình đã sai lầm khi mà bước vô ngôi làng này rồi các bạn ơi. Bên đây cũng không cho mình ngủ luôn nha. What? Căng tới vậy luôn hả? Không nơi nào cho mình ngủ hết. Nè ní. Ây. Ủa con này nó trâu quá. Không được, chạy. Ui ui. Không ổn rồi. Không có chỗ nào để cho mình ngủ luôn. Chẳng lẽ mình phải chạy về nhà ta? Ê! Ui! Skin Stoneler! What the hell? Skin Stoneler nó 500 máu lận. À, Manderfall! Sao hai con như vậy? No. Làm ơn. Ui. Ok. Kiếm cái nhà nào. Ui, cái nhà này. Cái chỗ này không có nấp được. Ây da. Mình cần một cái nhà. What? Ây! Ây! Tinh, kẻ sát nhân! Trời ơi! Cái gì vậy? No! Ôi, xong rồi! Cái ngôi làng này đã bị nguyền rủa rồi các bạn ơi. Ạch nhổ là cái gì nữa? Ê. Ơ kìa. Mình không thể sống sót nổi luôn á. Toan rồi. Thật sự rồi các bạn ơi. Trời ơi, tên chép The Killer kìa. Miền đất ơi. Ok, mình đã thấy đồ của mình rồi.
Rồi vấn đề bây giờ là mình bị dướng cái tên kẻ sát nhân này. Anh qua em cứu tôi. Ây. Ok ok, mình đã lượm được một mớ đồ của mình rồi. Ây, trời ơi, nó đánh bể khiên mình luôn. Nó đánh xuyên cái khiên mình luôn các bạn. Bây giờ anh Golem cũng sắp trụ không nổi rồi. Lên 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 lên. Dạ dạ. À mấy cái con này. Ở đó, mình kiếm sắt cái đó. Mình chữa thương cho anh Golem cái. Đây đây anh Golem đây. Tiếp đi anh. Đúng rồi, đúng đó. Tôi bảo kê anh chứ. Đúng rồi. Ui may quá anh Golem đã giúp mình rồi các bạn. À thật sự luôn á. Cái đêm vừa rồi thật sự là ác mộng đối với mình luôn. Kinh dã man. Ui giờ ngủ được chưa vậy? Em ơn cho tôi ngủ đi. Tôi không muốn thức nữa. Ui cái nhà này bị bể nữa chứ. Trời đất ơi. Ê. Cái gì vậy? Ê Slenderman. Ê. Ê. Ê, ê, có Slenderman, có Slenderman. Ui không, ui không, ui không. Ok, 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 được ngủ rồi. Yes, yes. Slenderman còn ngoài đó không nhỉ? What the heck. Một đêm vô cùng kinh dị luôn. Bánh mì, bánh mì, bánh mì. Bánh mì đâu hết rồi? Sao lạc hết bánh mì rồi? No. Bánh mì tôi đâu? What? Mình mất hết bánh mì rồi. Buồn thiệt chứ. Thôi ăn thịt gà đó đi. Trời ơi sáng sớm mấy bác này bắn tim nhau nữa. Thiệt tình luôn á. Người ta thì đang bị dí sắp mặt. Ủa cái gì vậy? Ờ. Ok ok. Giờ tập trung chuyên môn các bạn. Lo dạy nghề nè. Kiếm bác nào chưa có nghề mình dạy nghề riết mới được. Quá trời quá đất rồi. Ui hay là bây giờ mình ê cái bác thủ thư. Đúng không? Ê. Ui ui ui. Gì vậy? Ui no no no. Hắn giả mạo thủ thư các bạn ơi. Trời đất. Còn có vụ này nữa. Quá đáng lắm luôn á trời. Ê, ngôi làng bất ổn các bạn ơi. Ok, vậy là bác này đã không còn nghề. Bây giờ mình sẽ ẩm bác này về. Ok. Học nghề với chúng tôi, đập hết. Sau đó là tay sách nách mang dẫn bác này về ha. Đừng hòng mà chạy với chúng tôi. Đi vô trong bác ơi. Đấy. Ngon lành ngay. Giờ bác tính chăn bò hay gì? Rồi, nói chứ ở đây. Ê, ê, trời ơi, chăn bò thiệt ha. Trời đất ơi. Cái bác này. Học nghề giùm tôi. Học nghề. Please. Trời ơi bác này yêu thích chăn bò hơn là đi học nghề thú thư các bạn à. Ok. Giờ bác ấy mới bắt đầu chịu học nghề này các bạn à. Rồi giờ thì mình sẽ ở đây và bắt đầu dạy nghề cho bác này. Tới khi nào mình tìm được quyển sách sửa chữa thì thôi ha. Ê. Ủa cái gì vậy? Ôi sao mình mới ngủ dậy. Cái chuồng bò của mình ai đốt rồi? Cái quần đùi gì vừa xảy ra vậy? Trời đất ơi. Có lẽ nào Herobrine hắn ghen ăn tức ở với mình rồi hắn đốt cái chuồng bò mình không các bạn? Các bạn có nghĩ tới trường hợp đó không? Mình là nghĩ chắc chắn là hắn luôn chứ không ai hết á. Cây gì trời. Trời ơi đàn bò mình nuôi dưỡng gán kiếm để mà mốt mình có nguồn da với thịt bò ăn lâu dài. Hắn xử luôn. Sống nổi không? Này này ở đây còn nè. Hên không có sao. Trời đất à. Ác chưa. Nghiệp quật như Hero Ride. Có ngày. Thôi kệ hắn đi các bạn. Tạm thời gác qua vụ đó đi. Mình lên đây mình làm thầy lọc tiếp cái. Nãy giờ chưa có dạy bác này bán sách sửa chữa được nữa. Gì đâu bác này lì quá trời rồi. Chắc tối thả bác ở ngoài cho mấy anh kia lụm bác quá. Đừng để tôi nóng nha bác dân làng. Ui là tôi hơi bị nóng rồi đó. Rồi. Bác ở trên đây luôn đi nha. Không có vui. Trời đất ơi. Hư luôn cái rìu mà bác ấy vẫn chưa chịu bán sách sửa chữa cho mình các bạn à.
Chắc thôi, mình lên mình nằm ngủ với nâu một cái cho trời sáng. Chúng ta sẽ lên đường đi khám phá các bạn. Biết đâu đi khám phá còn kiếm được nhiều đồ ngon hơn là ở nhà dạy nghề cho bác ấy nữa. Quá trời chán cái bác dân làng đó rồi. Hey, hôm nay lại là một cái ngày siêu bất ổn của mình các bạn ơi. Toàn là chuyện gì đâu đâu không à. Ờ, và hôm trước á, mình cũng có nói là chúng ta sẽ tìm một cái bạn bé ngựa. Thế nhưng mà vẫn chưa tìm được nè. Nay mình sẽ gán tìm coi. Có ngựa thì ví dụ bị dí các bạn, thì ít ra mình chạy nó cũng nhanh hơn là mình tự chạy á. Cái gì vậy? Sao đi giữa trời nắng mà cũng gặp áo giáp nữa là sao? Thiệt luôn. Ở đây có một ít sắt thô nè. Mình sẽ tranh thủ mình đào ha. Một cái khe nước. Và trên cái tòa tháp này thì để coi coi nó sẽ có cái gì cho mình. Biết đâu bất ngờ. Oh, nó có táo. Nice. Có táo tức là mình có thể làm được táo vàng rồi. Được 5 trái các bạn ơi. Ngon ngon. Còn ở đây có một vài cây kiếm thì cái này mình có rồi ha. Mình sẽ không nhặt nữa. What? Khu vực gì vậy? Ủa sao trên đỉnh núi lại có một cái giống như là cái tế đàn gì đó các bạn. Ý, quá trời hài cốt ở đây nè. Có rương nữa. Ui, có cái quyển sổ ghi gì đây? Ngày 140. Trời ơi, cái gì máu me gì tùm lum hết trơn nè. Oh my god, cái này giống như là cái nhật ký gì đó các bạn. Kinh thiệt sự luôn á. Ủa, khoan. Ở đây nó còn có cái mảnh xương nữa. Wow, đây là mảnh thứ hai. Được vậy ta. Tìm thêm được một mảnh xương để sau này triệu hồi boss nữa. Ok, coi như là cũng hên được một xíu đi ha. Và hết rồi. Không còn gì ở đây hết. Nhưng mà trong cánh rừng này cũng không phải là ý kiến hay đâu. Mình nghĩ là mình nên tìm cách rời khỏi đây càng sớm càng tốt các bạn à. Lần trước mình cũng ở trong cánh rừng này nhưng mà buổi tối suýt nữa thì bỏ mạng. Nhưng mà khoan, đây là hình như trước mặt mình là cánh rừng Slenderman các bạn ơi. Mình đừng có đụng vô những cái này nha. Ôi, đó. Mình mới lại gần thôi mà mình đã bị mù lò rồi. Mấy giây vậy? Ôi, cái này hiệu ứng này nó bị hoài luôn. Mình nghĩ là mình bước vô địa phận của Slenderman là mình sẽ bị mù quáng giống như vậy các bạn. Nè, ra đây thì hết nữa. Eo. Kinh thật sự. Thì ra ở đây còn có cánh rừng Slenderman. Kìa, hắn ở dưới kìa các bạn ơi. What? Hả? Ê. Ui. Có tên thứ dữ đứng cạnh bên mình nữa. Không ổn. Đó. Có điểm nữa rồi đó các bạn ơi. Chưa gì là mình thấy được một sự toan không hề nhẹ rồi đó. Ê, con gu đó thì mình không sợ lắm. Đi vòng đi. Mình không trực tiếp vô cánh rừng thì mình có thể đứng ở ngoài và quan sát cũng được ha. Ê, con gì vậy? Ê. Ui, con gì to lắm các bạn ạ. Ủa, mình mở được cái thành tựu gì vậy? Hey, watching. Ủa? Ai? Ui, con này nó cắn gây độc các bạn ạ. Eo. Ui da. Mày thế, mình có thể hạ được nó. Nhưng mà mình không ổn lắm các bạn ạ. Ok. Trời ơi, tí nữa là đi rồi. Cái sinh vật đó cắn gây độc cực khó chịu ha. Và nó cho mình một cái cúp kim cương coi như là cũng gỡ lại được một xíu. Cánh rừng này quá thật là cực kỳ nguy hiểm luôn. Ê. Thôi. Mình cần một chút bình yên.
chạy liền các bạn ơi. Căng thật sự. Cái này phải gọi là cánh gừng kỳ dị chứ không phải là cánh gừng taiga đâu các bạn ơi. Quá trời chuyện kỳ dị xuất hiện luôn. Lại mù quáng nữa. Bước vào lãnh thổ của tên Slenderman là bị mù quáng liền các bạn ơi. Không có cơ hội cho mình kiểu như là loại bỏ hiệu ứng đó luôn á. Wow. Được đấy. Có gì mình sẽ trở lại cánh đường này trong thời gian sớm thôi. Nhưng mà phải tìm được cách để phá giải cái sự nguyền rủa của hắn thôi. Chứ không thôi là vô bị mù quáng đâu có thấy đường đâu mà đi. Ở đây có cái gì sáng sáng nữa nè. Anomaly. Mình mới bị dọa các bạn ơi. Trời ơi, cái này có mấy cái nó làm mình giật hết cả mình luôn á. Sợ dã man luôn. Đây có cù. Ok. Có một em chim vẽ cùi lam. Ôi em chim dễ thương nhỉ. Ê, con nhỏ này. Đi chỗ khác liền. Người ta đang ngắm chim mà. Mà cũng lợi khịa nữa. What? Ghost player. Ủa đây là hồn ma của ai vậy? Ôi biến mất rồi. Ôi trong rừng này còn có những hồn ma lang thang nữa các bạn ơi. Ồ. Sấm sét gì bên kia nữa chứ. Ôi trời tối rồi. Thôi xong rồi, chưa khám phá được gì mà trời tối rồi. Ôi giời ơi. Ui. Con xương này nó bị lời nguyền Herobrine các bạn ạ. À. Ây da. Bắn đâu quá. Ui, bên trong nó còn có con gì nữa kìa. Anh thằng ơi. Bộ xương không đầu. Thôi. Chuồn liền. Ý. No. Mình phải tìm cách rời khỏi cánh rừng thôi. Hình như mình càng đi càng lạc vô sâu cánh rừng hơn á. Mình cần tìm một nơi an toàn hơn các bạn ơi. Cứ đêm hôm khuya khoắt, trời thì mưa sấm sét đùng đùng như vậy. Mà đi lang thang một mình kiểu gì một hồi cũng gặp thứ dữ cho mà xem. Hả? Trước mặt mình là nhà của ai vậy? Ơi, mình được cứu. Ê. Ê con Slumbering. Sorry chủ nhà nha. What? Ui hình như đây là nhà của mấy con gấu bông hay sao các bạn ơi. Anh thần ơi, hồi nãy mình mà vô chắc đứng tim thiệt các bạn. Nè, tưởng tượng đi. Anh thần ơi. Oh my god, đồ chơi mà nó trang trí gì thì toàn không. Trong này thì có khá là nhiều thứ lặt vặt. Ok, mình sẽ lượm bỏ túi luôn đi. Nhưng mà mình đang không ổn lắm các bạn ạ. Mình cảm giác là mình không được an toàn á. Cắm thêm đuốc. Cắm nhiều đuốc lên. Nhiều nhất có thể luôn. Ok. Ráng đợi cho qua đêm các bạn. Mong là mọi thứ sẽ ổn á. Ui gia đình gấu ở ngoài kìa. Cắm đuốc cho gia đình gấu đi. Kẻo có con nào nó lợi nó tấn công gấu. Ê, con Slumbering. Nó gần mình các bạn ơi. Con đó nó chỉ cần hay hết là để nó ao mình thôi đó. Skin Stalker. No. Đóng cửa liền. Kìa, nó mò tới cửa rồi các bạn ơi. Nó ngay trước cửa mình luôn. Ê, nó ở dưới lòng đất hả? Kìa, nó ở dưới lòng đất các bạn ơi. Yêu. Trời ơi, sao nó đánh xuyên lòng đất được hay vậy? Nè. Trời đất ơi. Ôi kìa. Kinh thiệt. Eo.
cắm đuốc lên. Không sợ, không sợ, không sợ các bạn. Mình núp trong nhà, mọi thứ sẽ ổn thôi. Ê, ê, ê. Đừng có đứng sát quá là nó khều khều được. Ok, nó biến mất rồi, nó biến mất rồi. Ơi, đừng kêu cái em sói. Ôi, gia đình gấu đâu rồi? Ồ. Oh no. Ê, có khi nào con slumbering old man kia nó có tiêu diệt gia đình gấu không? Không. Gia đình gấu vô tội. Mình đã không cứu được gia đình gấu rồi. Ui sao lại có âm thanh kỳ dị các bạn ơi. Đi lạc vô cánh rừng này đúng lúc trời mưa. Rồi còn màn đêm nữa. Ê hên hên hên. Gia đình gấu vẫn còn các bạn ơi. Vậy thì tốt rồi ha. Thôi chắc mình vô trong tiếp đây. Ở ngoài quá là nguy hiểm các bạn ơi. Vô vô vô. Ê em sói vô đây được nè cưng. Vô đây lẹ đi. No, sói em lại. Ê giật mình. Tại ơi. Thôi đập cái này đi các bạn. Nhìn thấy ghê quá. The next day. Cái điều mình cần nhất hôm nay là một em ngựa thôi. Để gỡ gạt tất cả những gì mình phải chịu đựng. Chẳng lẽ mình xui tới mức vừa bị ăn hành mà vừa không tìm được ngựa sao trời. Hình như thiệt á các bạn à. Không có ngựa ở đây luôn. Trời đất à. Hôm nay lại là một ngày tồi tệ đối với mình rồi. Mình không tìm được một em ngựa nào để đồng hành hết các bạn. Nhưng mà các bạn yên tâm, mình sẽ không có từ bỏ đâu. Hy vọng là những ngày kế tiếp chúng ta sẽ tìm được một bé ngựa để có thể đồng hành cùng mình trong những chuyến đi dài ha. Chứ các bạn thấy rồi đó, bị dí các thứ rất là căng luôn mà chạy một mình thì không có lại bọn quái trong này đâu. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình From the Fork ha. À, mà bạn nào có nhu cầu mua app Roblox, Lovefruit cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận á. Cùng giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.